Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh thông tin Health Info Dược sĩ Cộng đồng. Và trong video ngày hôm nay, chúng mình xin phép được mang đến thông tin về Cefaclor, một loại kháng sinh thường được sử dụng phổ biến trong các nhà thuốc tại Việt Nam. Nào, cùng chúng mình tìm hiểu về Cefaclor thôi. Video ngày hôm nay của chúng mình sẽ bao gồm các nội dung về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ, liều lượng và một số lưu ý khi sử dụng Cefaclor trên một số đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai và người đang cho con bú. Đầu tiên, hãy cùng chúng mình tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi Cefaclor là gì? Cefaclor là một cephalosporin thế hệ thứ hai, được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh nhiễm trùng trong cơ thể. Và tương tự như cefazolin, Cefaclor là một dẫn xuất bán tổng hợp của cefalexin. Như các bạn có thể thấy ở trong video, cấu trúc hóa học của Cefaclor có phần tương tự như các beta-lactam khác, đặc biệt là cefalexin. Tương tự như cefalexin, Cefaclor là một kháng sinh nhóm cephalosporin có phổ kháng khuẩn rộng. Về chỉ định, thuốc thường được chỉ định để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp như là viêm phổi hoặc nhiễm trùng tai. Ngoài ra, Cefaclor còn sử dụng để điều trị nhiễm trùng da và các mô mềm, nhiễm trùng ở tại các vị trí như cổ họng, đường tiết niệu. Và phổ kháng khuẩn của Cefaclor thì bao gồm các tụ cầu và liên cầu gram dương nói chung. Về mặt chống chỉ định thì tương tự như cefalexin, chống chỉ định đầu tiên của Cefaclor đó là chống chỉ định sử dụng ở những bệnh nhân có tiền sử bị quá mẫn với thuốc và bất kỳ thành phần nào khác trong công thức. Về dược lực học, Cefaclor là kháng sinh cephalosporin thế hệ thứ hai với phổ tương tự các cephalosporin thế hệ thứ nhất. Các thử nghiệm in vitro đã chứng minh rằng tác dụng diệt khuẩn của cephalosporin là kết quả của việc ức chế tổng hợp thành tế bào. Theo chỉ định của các nghiên cứu lâm sàng in vitro và in vivo nói chung, Cefaclor đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại hầu hết các chủng vi khuẩn gram dương như Staphylococcus, bao gồm cả các loại Coagula dương tính, Coagula âm tính và các chủng sản xuất Penicillina, Streptococcus pneumoniae, liên cầu khuẩn thường gây ra bệnh viêm phổi, hoặc Streptococcus pyogenes, nhóm liên cầu khuẩn tăng huyết A, cũng như một số vi khuẩn gram âm phổ biến như là E. coli, Haemophilus influenza, bao gồm cả các chủng kháng với ampicillin và có sản xuất beta-lactama, Klebsiella và Proteus mirabilis. Về cơ chế tác dụng thì Cefaclor giống như penicillin, nó là một loại kháng sinh có cấu trúc beta-lactam. Bằng cách liên kết với các protein liên kết thụ thể penicillin nằm bên trong thành tế bào vi khuẩn, nó ức chế giai đoạn thứ 3 và giai đoạn cuối của quá trình tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Quá trình ly giải tế bào sau đó sẽ được thực hiện qua trung gian của các enzyme tự phân giải thành tế bào vi khuẩn như autolysin. Có thể Cefaclor còn cản trở các chất ức chế autolysin. Thuốc có thời gian bán thải khá ngắn từ 0,6 cho đến 0,9 giờ. Và như mình đã nói thì phổ tác dụng của nó chủ yếu là trên các loại cầu khuẩn gram dương và một số vi khuẩn gram âm phổ biến như E. coli và Haemophilus influenza. Tiêu chảy, ngứa hoặc tiết dịch âm đạo là những tác dụng phụ thường gặp, phổ biến nhất khi sử dụng Cefaclor. Về liều lượng điều trị, trong điều trị nhiễm trùng viêm đường hô hấp trên, thì liều khuyến cáo ở người lớn khi điều trị với Cefaclor là từ 250 đến 500mg uống mỗi 8 giờ và thời gian điều trị kéo dài khoảng 10 ngày.
Dựa trên kinh nghiệm thì nên sử dụng thuốc ít nhất từ 48 đến 72 giờ sau khi bệnh nhân không có triệu chứng hoặc thu được các bằng chứng về việc diệt trừ vi khuẩn. Trong trường hợp viêm xoang cấp tính do vi khuẩn gây ra, thì thời gian điều trị sẽ tầm 10 ngày, tương tự như điều trị trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến liên cầu nhóm A. Thời gian điều trị có thể kéo dài nhiều hơn, tùy theo tình trạng của bệnh. Đây cũng là liều lượng và cách thức điều trị khuyến nghị trong trường hợp bệnh nhân bị viêm phế quản. Đối với trẻ em bị viêm phế quản, thì liều lượng sử dụng sẽ từ 20 mg đến 40 mg trên 1 kg mỗi ngày, cũng sử dụng bằng đường uống và thời gian sử dụng cứ 8 đến 12 giờ một lần. Và liều lượng khuyến cáo tối đa sẽ khoảng 1 gram trên một ngày, cũng trong thời gian điều trị khoảng 10 ngày. Bệnh nhân bị viêm phổi và viêm tai giữa ở cả người lớn và trẻ em đều có thể sử dụng liều khuyến nghị như các viêm nhiễm đường hô hấp ở trên. Trong trường hợp nhiễm trùng da và cấu trúc của da, liều lượng cũng tương tự từ 250 đến 500 mg uống mỗi 8 giờ một ngày ở người lớn, và đối với trẻ em là từ 20 mg đến 40 mg trên 1 kg uống mỗi ngày cứ 8 đến 12 giờ trong vòng 10 ngày. Liều lượng sử dụng trong trường hợp điều trị viêm bệ thận và viêm đường tiết niệu cũng tương tự như liều lượng sử dụng trong điều trị các bệnh hô hấp nói chung. Một số lưu ý khác khi sử dụng Cefaclor trên các đối tượng đặc biệt, bao gồm phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú. Cụ thể hơn, tương tự như tất cả các loại thuốc khác, chỉ nên sử dụng thuốc khi thật cần thiết và các lợi ích mà thuốc mang lại cao hơn so với các nguy cơ mà nó đem đến. Trong đó, Cefaclor được phân loại thai kỳ B1 trong thang điểm của AUTG và phân loại thai kỳ loại B theo như FDA. Điều này có nghĩa là các nghiên cứu trên động vật đã không phát hiện được ra các bằng chứng về độc tính phổi thai, nhiễm độc thai ngán, nhiễm độc thai nhi hay gây hại cho thai nhi như suy giảm khả năng sinh sản, quái thai và nhiễm độc phôi thai. Tuy nhiên, nó có sự gia tăng nhẹ về dị dạng xương nhỏ khi các mô hình động vật được sử dụng liều cao khoảng 500 mg trên 1 kg và không có dữ liệu được kiểm soát trong quá trình mang thai ở người. Trong khi đó, phân loại thai kỳ loại B1 theo AUTG có nghĩa là thuốc chỉ được sử dụng cho một số ít phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, mà không làm tăng tần suất dị tật hoặc các tác động có hại trực tiếp, gián tiếp đối với thai nhi đã được quan sát thấy. Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy bằng chứng về sự gia tăng các tổn thương thai nhi. Trong khi đó, phân loại B theo FDA có nghĩa là các nghiên cứu về sinh sản trên động vật là không chứng minh được nguy cơ đối với thai nhi và không có nghiên cứu đầy đủ và được kiểm soát tốt ở phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, ở phụ nữ cho con bú thì một lượng nhỏ đến 0,21 microgram trên ml đã được phát hiện trong sữa mẹ, kéo dài cho tới 5 giờ sau khi sử dụng liều uống là 500 mg Cefaclor. Chính vì vậy, cần phải thận trọng khi sử dụng Cefaclor trên đối tượng phụ nữ đang cho con bú. Và chắc chắn một điều là thuốc sẽ được bài tiết qua sữa mẹ. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ coi các cephalosporin khác như là Cefadroxil hay Cefazolin là tương thích với những phụ nữ đang cho con bú. Vì vậy, khuyến nghị nên sử dụng những loại kháng sinh này nếu như cần thiết ở trên đối tượng phụ nữ đang cho con bú. Và một số lưu ý khác bao gồm việc sử dụng cephalosporin trên bà mẹ đang cho con bú có thể dẫn đến những tác dụng phụ trên trẻ như tiêu chảy hay tưa miệng.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những thông tin trên, và nếu như có câu hỏi gì đừng quên comment bên dưới và chúng mình sẽ trả lời ngay khi có thể. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh YouTube Health Info Dược sĩ Cộng đồng để cập nhật thêm những thông tin về các loại thuốc mới. Bye bye và hẹn gặp lại!